Rồi mình chào các bạn nha. Ở bên nay mình đi bắt dế nha các bạn. Ở lâu quá rồi thì mình mới được đi bắt dế lại nha các bạn. Ở chỗ mình bữa nay người ta cho vô nè. Đó lúc trước mình đưa bắt đây nè các bạn. Đó thì bữa nay mình đi bắt giờ vào lúc sáng sớm nha các bạn. Giờ này mới có 5 giờ mấy nha các bạn, 5 giờ rưỡi. Đó thì bây giờ mình sẽ đi tìm cái dế nó gáy ở đâu rồi mình bắt mình quay cho các bạn coi nha. Cũng lâu quá rồi. Có nhiều bạn kêu mình đi làm video bắt dế. Đó thì bữa nay mình sẽ đi bắt dế rồi mình quay cho các bạn coi nha. Nhưng mà giờ này sao không có dế gáy các bạn ơi. Đó 5 giờ mấy mà không có con nào gáy hết. Đó bạn nghe không? Đó thì coi mình coi chút xíu nữa coi mình đứng đây mình chờ đi coi có con nào gáy rồi mình lần theo mình bắt rồi mình quay cho các bạn coi nha. Đó giờ thì mình ngồi đây mình chờ nha các bạn. Đây mình nghe đâu đây có con nó mới gáy nha các bạn. Mà mình đi tới rồi nó ngưng rồi. Con này nhát quá. Để mình tìm nha các bạn. Con này khá nhát luôn á. Đi tới cái là nó ngưng rồi. Mới vào động cái cỏ nó ngưng. Đi nó có dưới cái miếng này nha các bạn. Cỏ đó đây nè các bạn. Ủa dưới nè, dưới nè. Dưới khá to luôn nè. Khá đẹp luôn. Wow. Con dế dầu nha các bạn. Em lên trên quay kỹ cho các bạn coi nha. Đây các bạn ơi, hai gâu rất dài luôn nè. Con này rất đẹp luôn nha. Đó à, nó khá nhát các bạn ơi. Mình mới vừa bước tới con cá là nó ngưng rồi. Đó bạn thấy không, dế dầu nha. Đó cũng ok. Cũng to ha. Rồi bỏ hũ nha các bạn. Đây một em nha các bạn. Em đầu tiên nha. Đó nhìn khá là đẹp luôn ha các bạn ha. Rồi giờ mình tiếp tục đi bắt tiếp rồi mình quay cho các bạn coi nha. Đó. Ngày này có con đang gáy nha các bạn. Đó đó. Để mình lần lần tới nó nha. Con này có quyền bụi cỏ luôn. Rồi nó ngừng gáy các bạn ơi. Tìm luôn nha. Rồi có hàng gì không nha. Rồi khá nhét luôn rồi, chưa biết ở đâu luôn các bạn ơi, khổ quá. Đừng nhổ cỏ bớt nha các bạn. Đó đây nè. Hên quá. Đây dế nha các bạn. Đây dế nhỏ nha. Góc nhỏ nha các bạn. Nhỏ xíu à. Cài bắt luôn chút xíu rồi mình tổng kết được nhiêu rồi mình thả nha các bạn ha. Đây dế ốc tiêu nha các bạn. Nhỏ xíu à. Đó dế ốc tiêu nha. Nhưng hai gấu dài ra luôn các bạn. Đó là chút xíu để mình coi rồi tổng kết bữa nay bắt được nhiêu rồi mình lựa mấy dế nhỏ mình thả các bạn ha. Đó đây một con nữa nha các bạn. Đó giờ thì mình đi tiếp bắt tiếp rồi mình quay cho các bạn coi nữa nha. Ngày này con nó gáy nha các bạn. Đó đó đó. Mà con này nhát quá. Đó đó. Cá nhát luôn các bạn ơi. Chưa biết nó ở đâu luôn á. Bước lên cá nó ngừng luôn à. Để anh tìm nó nha. Dạ. Bóc vô cục gai nha các bạn. Là cái gai nè. Nhìn nó có dưới đây không? Ngoài nhét quá. Mới động cái nó ngưng à. Biết có trong cục gạch không nha. Thấy ta. Ê, gái gần đây lắm mà ta. Đó các bạn ơi. Ui. Ồ dưới mái nha. Dưới mái nè các bạn. Thấy không? Ơi dưới chống đây, dưới chống đây, dưới chống đây, dưới chống đây. Đây. Hên quá. Đây dưới chống nha các bạn. Đây. Một giò nha các bạn. Nhưng mà hai gâu rất là dài nha. Ok. Cũng to. Bắt luôn nha các bạn.
Hên quá. Đây một con nha các bạn. Bộ cái gấu dài ghê chứ các bạn. Không? Rất là đẹp luôn ha. Đó, một có bột giò rồi. Coi như cũng to ha, bắt luôn nha các bạn ha. Đó rồi thì mình giờ mình đi bắt tiếp, mình quay cho các bạn coi nữa nha. Nghe đâu trong khu vực này có con đang gáy nha các bạn. Mà mình ngồi xuống cái nó im à. Dế này nhát quá. Coi kiểm tra chứ trong mấy cục gạch này nha các bạn. Không có. Rồi giờ mình tiến vô đây nha các bạn. Chưa có nữa ta. Chỗ này cỏ khô quá trời. Ở đó đó đó. Đây đó các bạn, đây nè, thấy không? Dế này nè. Đi trống nè các bạn thấy không? Nè, các bạn thấy không cái đuôi nè, thấy không? Nó đúng vô trong cái cục gạch khó bắt nha các bạn. Chỗ bê tông nè. Đây nè. Chỗ này khó bắt luôn á. Chợ đứt cánh đó các bạn. Đây. Một con nha các bạn. Đi. Chém hụt luôn. Đây. Để lên trên mình quay lại cho các bạn coi nha. Đây. Hình như mình thấy còn một con nữa các bạn ơi. Ở trong đây nè. Đó để mình cất cái con này đi để mình bắt tiếp con này nha các bạn. Đây mình giờ mình đang cầm một con với mình cầm cái máy mình quay rồi. Đó đó như mình thấy có một con trong đó nữa nha. Đó giờ thì mình đi cất con này cái nha. Đây, thì mình cất con này trước vô đây đi. Đó, một con nha các bạn, một con. Rồi con này con giò. Đây đây, còn đây nữa nha các bạn. Đó đó các bạn thấy không? Nè, nè. Đây nè. Đấy đó, đó. Thấy chưa? Nãy mình tự nghe rét cái nó ngưng cái là nó đang đá nhau các bạn. Thì máy mất nét rồi. Đó các bạn thấy không nè, đang dế nè, thấy không? Dế nằm trong cái kẹt nè các bạn thấy không? Đó các bạn thấy không? Hai con luôn. Bởi nó đang đá nhau nghe cái nó gáy cái nó ngưng à. Bây giờ khó bắt rồi nha các bạn. Đây, còn dưới lửa nữa nha các bạn. Rồi cũng một giò luôn, hai con này đá nhau chứ. Đụng giò thì sao á. Rồi, đây một con nữa nha các bạn. Đây, một con nữa nha. Đó, một giò luôn các bạn ơi. Đó, đây hai con nha, hai con đang nằm nè, thấy không? Hai con nãy đang đá nhau các bạn. Đây cái rét nó ngừng à. Cái mình để ý ngay chỗ này cái mình lại mình dập đây luôn. Hên quá, bắt được hai con hả các bạn ha. Rồi giờ mình đi tìm tiếp bắt rồi quay cho các bạn coi nữa nha. Rồi thôi các bạn ơi. Đó, tình hình là trời khá nắng rồi các bạn ơi. Đó, ngoài bữa nay dế nó cũng ít gáy đó các bạn ơi. Đó giờ này gần 8 giờ sáng rồi mà nó không có gáy nữa, mình đi vòng 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 nãy giờ không thấy dế gáy nữa các bạn ơi. Thôi thì mình quay với các bạn coi mấy con dế bữa nay mình bắt được nha. Đây mấy con dế bữa nay mình bắt được đây. Đây mấy con dế bữa nay mình bắt được nha. Đó, đây con này mình bắt đầu tiên nữa các bạn. Đó con dế dầu, hai chân hai râu rất là dài luôn nè. Đây, này con dế dầu luôn, một giò ha. Đây con dế dế cũng dế dầu luôn ta. Bữa nay bắt còn dế dầu không ta ơi. Nó ngà ngà, à, không là dế dầu nha các bạn. Đó, viên dế mái này mình bắt sao, mình bỏ vô luôn. Đó với lại hai con dế nhỏ. Thì con dế này một giò nhưng mà nhìn nó xấu mà. Thấy không? Cái tướng nó cong cong gù gù các bạn. Đó mình sẽ thả con này nha. Dế mình thả con dế nhỏ nhỏ này nha các bạn. Rồi mình giữ lại ba con này ha. Đó giờ mình đi xe đi thả hai con này ha. Đó, bây giờ mình thả ra đây nha các bạn. Thả nó đi. Đó, nhỏ quá, chăm dở lắm các bạn ơi. Ủa chạy đâu rồi? Đây nè, nó chạy dưới đây cỏ nè. Rồi thả con này luôn nha các bạn. Đó, đây. Đi đi. Dở quá. Đó, hai con nha các bạn. Đó, có con dưới nó bò đây nè các bạn thấy không? Nó bò nè, bò nè. Bò lẹ ra luôn á. Đó, rồi thả hai con nha các bạn. Đây nè. Đó rồi thì còn đây là cái thành quả của mình bữa nay nha các bạn. Đó mình bắt được 5 con nhưng mà mình thả hai con dế dở rồi. Dế nhỏ với lại nhìn nó cong cong nhìn người rất là dở, nhìn đẹp không đẹp các bạn ha. Đó thì giờ mình chỉ chọn được ba con này thôi. Đó ba con dế dầu có hai con một giò với lại một con hai giò này. Đó nhìn cũng ok ha các bạn ha. Đó thì bây giờ mình đem ba con này về mình chăm ha. Đó rồi thì mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn có video thấy hay thì cho mình một like nha.
Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.